Một trong những format truyền hình bán chạy nhất trên thế giới năm 2013. Mỗi tuần, các diễn viên hài và người nổi tiếng cùng gặp gỡ và tham dự những thử thách hài hước của chương trình và mang đến những tiếng cười sảng khoái cho khán giả, đặc biệt với sân khấu nghiêng 22.5 độ. Chương trình truyền hình thực tế hài Chết Cười lần đầu tiên sẽ đến với khán giả Việt Nam vào lúc 20 giờ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 17 tháng 1 năm 2015 trên kênh VTV3.